Audio Jungle. Xin chào bà con, thì clip hôm nay mình quay cho bà con xem về cái vườn sầu riêng của chú Dương ở Buôn Hồ, Đắk Lắk. Thì cái vườn của chú á, thì gồm có khoảng tầm khoảng 50 cây á, nhưng mà hàng năm chú thu dao động từ 300 đến 400 triệu cho những năm gần đây á. Thì vườn clip sầu riêng này trái rất là sai. Thì qua giai đoạn này mình quay cho bà con xem về công tác mà chuẩn bị cho cái sầu riêng nó vào mùa mưa á, thì chúng ta nên làm những công tác gì cho nó quan trọng. Thứ nhất á, là mùa mưa á, thì cái gió bão đồ hay xảy ra rất là nhiều ở vùng Tây Nguyên chúng ta, nên một số nông dân chúng ta, những người mà kỹ công, nói chung là những người chu đáo á, thì nông dân chúng ta thường xuyên là đi cột lại những quả sầu riêng chúng ta đi. Vì trong cái giai đoạn này bà con để ý đi, khi sầu riêng chúng ta già rồi á, thì tình trạng mà gió lây cuốn hay bị tước cuốn rất là nhiều, nên giai đoạn này á, những bà con chúng ta chịu khó thì bà con chúng ta cột hết lại đi. Thì giai đoạn này chỉ còn tầm khoảng cỡ 1 đến 2 tháng nữa là tiến hành đến vào đợt thu hoạch của cái sầu riêng Dona, hay gọi là sầu riêng Thái đó. Đây thì bà con xem vườn này á, trái rất là sai, trung bình một cây khoảng cỡ 1 đến 2 tạ, có thể là có cây rơi tình trạng là 3 tạ luôn, trái rất là đều và đẹp, nhà rất là xanh. Thì chú Dương chú rất là kỹ, nhưng mà chú đi buộc hết từng cây từng trái luôn, thì chú tính rõ là một cây bao nhiêu trái, nhưng rất là kỹ càng. Công tác mà phòng bệnh, nắm bệnh ở trong cây nói chung là rất là sạch sẽ, cỏ trong gốc cũng rất là sạch sẽ. Mình cũng hướng dẫn cho chú về công tác mà chăm sóc bón phân cho nó hợp lý ở giai đoạn mà chuẩn bị thu hoạch đối với cây sầu riêng. Thì toàn bộ vườn của chú này á, thì chú đã đi cột hết tất cả cây rồi. Đó, trái rất là đều, xanh và đẹp. Thì clip này mình quay, nói chung là vườn này mình quay cũng rất là nhiều clip rồi. Mỗi năm mình quay một clip về công tác đến vườn thăm và hỗ trợ cho chú Dương. Đó, mình quay rất là chậm và rất là chi tiết cho bà con xem về công tác của vườn sầu riêng này. Thì hồi trước chú chia sẻ là chú trồng sen với tiêu, nhưng một thời gian là tiêu nó không đạt nữa thì chú chuyển qua chú trồng sầu riêng. Thì sau khi tiêu nó chết hết thì sầu riêng chú đã cũng tới giai đoạn kinh doanh rồi. Thì chú kêu là chủ yếu vườn này thu hoạch chính là nhờ vào sầu riêng, thì còn bơ với tiêu thì không có đáng kể bao nhiêu. Thì mỗi năm á, thì so với năm 2017 sầu riêng giá rất là cao, thì mỗi năm nó có sự thay đổi của giá thành nó khác nhau. Nên với năm 2018 á, thì giá sầu riêng nó cũng dao động từ 40.000 trở lên. Thì đó là công tác mà toàn bộ vườn sầu riêng của nông dân chú Dương mình quay cho con xem để tham khảo. Thì một số bà con nông dân chúng ta á, thì cũng lâu nay cũng muốn tham khảo về những cây trồng khác nhau, nhưng gần đây về công tác mà quay cây trồng á, thì thật sự mình cũng rất là bận nên mình không có quay được nhiều clip cho con xem. Thì đây là mình quay cây sầu riêng, thì tiếp tục đó mình sẽ quay từng cây như mình cũng đã nói ở clip trước cho bà con á. Nó toàn bộ trái rất là xanh, đều và đẹp, rất là thích. Đó, con xem chú rất là kỹ, cột toàn bộ cái sầu riêng rồi. Thì với giai đoạn mà trái như thế này, mình cũng khuyên bà con là nên tiến hành làm những cái bẫy sóc, bẫy nhang để tránh tình trạng mà sóc nhang đến ăn cái sầu riêng của chúng ta, thì nó sẽ ảnh hưởng đến năng suất của chúng ta. Thay vì một cái sầu riêng có trị giá mấy trăm nghìn á, thì bà con bị sóc nhang ăn mất 1-2 múi thì mưa xuống hay bị thối quả. Thì ở đó mình cũng hướng dẫn bà con chăm sóc. Thì qua giai đoạn này, thì giai đoạn gần thu hoạch á, thì bà con nên chú ý cho mình một số cái biện pháp mà mình hướng dẫn bà con. Thì vào giai đoạn này là thời gian mưa bão rất là nhiều, bà con chú trọng về công tác mà bảo quản chăm sóc cây sầu riêng. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi, mình sẽ quay toàn bộ về công tác thăm vườn của vợ chồng chú Dương về chăm sóc cây sầu riêng để bà con chúng ta tham khảo so với vườn cây trồng của mình. Thì đây có những cây lớn lâu năm và những cây cho thu bói, mình cũng sẽ quay hết vườn cho con xem ạ. Xin cảm ơn bà con ạ.